ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ. Xuân Mỹ xin kính chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc cả nhà ngày thứ bảy nhiều niềm vui, ấm áp bên gia đình và người thân. Video này thì Xuân Mỹ cũng sẽ cập nhật thông tin vé của các show diễn Hồ Văn Cường và thông tin về ca sĩ Hồ Văn Cường cũng như những tin tức khác cả nhà. Và bây giờ như thường lệ Xuân Mỹ sẽ vào kênh YouTube Hồ Văn Cường Official để cho mọi người lưu ý là chúng ta ủng hộ YouTube. Ủng hộ YouTube nào thì chúng ta cũng nhớ là quay trở về ngôi nhà của cậu Gò Công. Đây cũng có kênh YouTube cũng góp một phần doanh thu cho cậu Gò Công sử dụng chi phí trang trải trả tiền cho bên bảo vệ bản quyền làm Network Media ha. Chúng ta có thể lựa chọn nhiều bài hát ở trong đây. Chúng ta thích bài nào thì chúng ta chọn bài đó ha. Kênh thì 166.000 người đăng ký và cái ảnh đại diện nó chồng lên cảnh bìa luôn rồi. Cái tên của kênh nó chồng lên luôn rồi cho nên là mình hơi khó thấy ha, nhưng mà cả nhà nhìn thấy không, 166.000 người đăng ký Hồ Văn Cường Official ha. Cả nhà nhớ tương tác để giúp kênh tăng tương tác với khán giả và YouTube sẽ đề xuất với khán giả nhiều hơn về kênh này. Còn bên Facebook bên Facebook thì Xuân Mỹ vào trang fanpage nha. Trang fanpage thì 16.000 người đăng ký. 16.000 người đăng ký nè cả nhà. Hồ Văn Cường fanpage, đây là trang fanpage chính thức của ca sĩ Hồ Văn Cường rồi. Cái email công việc là contact.hovancuong@gmail.com. Quý khán giả nào bầu show doanh nghiệp, tổ chức, nhạc sĩ, ca sĩ muốn trao đổi về âm nhạc với Cường thì chúng ta gửi mail ha. contact.hovancuong@gmail.com. Và chúng ta tương tác với trang fanpage này để chúng ta có thể bình luận, giao lưu và xem những cái live stream trực tiếp show diễn mà Cường live stream ở trên đây. Và đây là lịch diễn nè. Lịch diễn thì diễn ra 2 show rồi, còn 3 show nữa ha. 2 show là 24 và 30, giờ còn show 30 tháng 5 nè. Show 1 tháng 6 và show 8 tháng 6 ha. Hôm qua thì Xuân Mỹ cũng nghe một chị khán giả ở bên Mỹ về là về kịp show 8 tháng 6 show Đà Lạt, có một khán giả mỗi một show mà khán giả xa gần sắp xếp thời gian về đi xem được cổ Gò Công diễn thì góp phần ủng hộ show diễn, đồng thời là thỏa lòng mong ước đu show idol, đu idol của mình ha. Đu idol thì cần phải tinh thần, trước tiên là tinh thần thoải mái nè. Tinh thần thoải mái trước cái đã, bởi vì nghe nhạc thì phải tinh thần thoải mái. Rồi thứ hai là kinh tế. Kinh tế là nói về vật chất á, kinh tế cũng phải ổn. Thứ ba là phải có thời gian, sắp xếp thời gian hay cả nhà. Ví dụ như bữa Xuân Mỹ nói đó, một chị khán giả ở Bến Tre, chỉ rất là thương Cường, cũng muốn ủng hộ Cường, cũng muốn đi show nhưng bận bịu việc chăm sóc ba mẹ già, cha mẹ già thì khó mà đi lắm. Nhà phải có người chăm sóc, phải có người đỡ đần tiếp chứ còn có một mình là không bao giờ bỏ đi được. Cả nhà, nó cũng khó. Cái việc đu idol cũng phải không phải dễ đâu nha. Đó, nó phải hội đủ ba điều kiện. Là điều kiện thứ nhất là vật chất, rồi tinh thần thì đi phải thoải mái chứ đi mà bao nhiêu lo toan, bao nhiêu là cái gì gọi là bao nhiêu thứ ở trong đầu phải lo thì đi xem ca nhạc nó không có thoải mái đâu cả nhà. Đó, thứ ba là có thời gian, tức là có thời gian, đây là sắp xếp được thời gian cho thời gian của mình á, tức là mình không có bận bịu gì để vướng bận á, để vướng bận mà không thể đi show được, đó nó cũng khó ha, ba yếu tố. Và bây giờ thì Xuân Mỹ vào cái link vé của 30 tháng 5 trước nha. Cả nhà đợi Xuân Mỹ nha. Vé của 30 tháng 5 thì còn 30 vé đỏ 1.2 triệu, 66 vé vàng 950 và 91 vé 91 vé vé xanh 750 đó, thì còn 187 vé. Đây, sơ đồ May Sài Gòn. Còn 187 vé ha cả nhà. Trên sơ đồ ha.
nè, đó, ở trên lầu, cả nhà nhìn thấy không, ở trên lầu nè, ở trên lầu nó có cái dãy ghế trên lầu, cả nhà nhìn thấy không nè, ha, cái dãy ghế ở trên lầu nè, cái dãy ghế trên lầu này là nó ngang, nằm ngang cái dãy ghế vàng đó. Đây, cái dãy này nè, 56 ghế, trên này là Xuân Mỹ đếm được 56 ghế nè. Cả nhà đừng có nhìn thấy nó phía sau cùng gì là nó xa nha. Nó lại nằm ở trên ngang cái dãy ghế vàng này nè. Hai cái này nè, thực ra là mua hai cái dãy ghế này 750 vẫn ngon nha. 750 ngồi ở trên lầu nhưng mà ngồi ngang với cái ghế 950 á nha cả nhà. À, Xuân Mỹ khuyên mọi người nên mua cái ghế 750 này ngồi ở trên lầu. Thứ nhất là nó thoáng, nó thông thoáng. Thứ hai là cái tầm nhìn, bởi vì cái sân khấu của May Sài Gòn nó cũng cao lắm, sân khấu trên này nè nó cũng cao và nó cách cái này nó không có xa, nó giống như nó ở phân nửa, ngồi ở phân nửa của hội trường thôi, nhưng mà giá vé thì lại có 750 mà ngồi ở ngang với cái vị trí cái dãy ngang này nè, ngồi ngang với cái dãy của 950 đấy, ở trên cao nhưng mà cũng không có cao lắm đâu, ngồi ở trên này nhìn xuống đây vẫn là thoải mái hơn, vì là ngồi ngồi ở dãy này nè thì nhìn xuống sân khấu nó không có bị vướng tầm. À, bởi vì là nó không có bị vướng cái gì trước mặt chúng ta hết trơn á, chúng ta nhìn nhìn ca sĩ từ ở trên này xuống nó cũng khoảng 2 mét thôi cả nhà, nhìn 2 mét nhìn xuống đây, tức là cái chiều cao á ha, cho nên mọi người mà đi show á mua hai hàng, tại vì may người ta để ở đây cho mình dễ nhìn thôi, chứ thực ra hai hàng ghế trên lầu này là nó nằm ngang với cái dãy ghế vàng này nè, mọi người nên mua đi 750 nhưng mà ngồi ngang với cái ngồi ở cái vị trí ở trên 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 cao nhưng mà thật ra là ở ngay cái vị trí của 950 ấy cả nhà, xem rất thoải mái. Giờ Xuân Mỹ kéo cái sơ đồ, cái sơ đồ vé xuống cho cả nhà xem nha, cái trên lầu nè, đây nè cả nhà nhìn thấy không, cả nhà nhìn thấy phía trước của sân khấu May Sài Gòn không, này là phía dưới nè, cả nhà nhìn cái tầng ở trên này coi, tầng ở trên này nó không có cao lắm, nó cũng thấp á, thì mình ngồi ở trên đây nè, mình nhìn xuống dưới này nè, nhìn xuống phía trước sân khấu nó gần lắm, tức là cả nhà thấy không, cái ghế đầu tiên của cái dãy mà 750 thì nó nằm ngang với cái dãy 900 950, cho nên xem rất là thuận tiện ha, rất là thuận tiện, rất là thoải mái nè. Đây Xuân Mỹ hơi bung ra cho cả nhà coi nè, cả nhà nhìn thấy ở dưới này cái ghế màu xanh không, cái màu xanh, cái dãy vàng là cái dãy mà mình mua 950 đó nè, ở trên này 750 nó ngang nè, thấy không, nó ngang nè đó, cho nên rất là tiện nha, ở trên đó thì có 50 mấy ghế rất là tiện để chúng ta ngồi xem, nếu mà quý khán giả muốn ngồi gần á, muốn ngồi gần mà giá vé rẻ thì là ngồi trên đó. Thật ra cái hội trường của cái phòng trà nhà hát thanh niên á thì nó không có cao, nó không có xa, với tức là cái khoảng giữa sân khấu và khán giả trên lầu nó không có xa ha. Ấy cả nhà nè, đây đây nè nè, đây mình ngồi ở trên lầu mình nhìn xuống sân khấu nè cả nhà thấy không, đây cái vị trí ở trên lầu nhìn xuống sân khấu nè, nè ở đây nhìn xuống cả nhà thấy gần không, cái này là ngay cái ghế đầu tiên của trên lầu nhìn xuống sân khấu nè, cho nên quý khán giả nào mà đây đây cũng là cái vị trí ở trên lầu đứng nhìn xuống sân khấu nè đó, thực ra đứng ở đây á, live stream là phóng to cái màn hình lên nó dễ hơn đó, cho nên ha, ai mà ở trên lầu, mua ở trên lầu thì mua vị trí, mua trên lầu này ngồi đây nè đó, mua ở trên lầu nhưng ngồi ở cái khúc ghế vàng đó cũng tiện đó cả nhà. Rồi Xuân Mỹ vào show Bến Thành, phòng trà Bến Thành thì đã nói là full vé 500 và 300 rồi ha, còn 1 triệu 7, 1 triệu 3, 1 triệu nhưng mà cũng ít thôi, còn cũng còn trăm mấy thôi chứ cũng không có nhiều nha. Còn trăm mấy tới 1 tháng 6, hôm nay là 12 rồi, 12 như vậy là còn 18 ngày nữa sẽ tới show 30 tháng 5 là ngày thứ năm, tối thứ năm chúng ta ở Sài Gòn chơi một bữa, thứ sáu nữa là tối thứ bảy chúng ta xem show Bến Thành 1 tháng 6.
thì chủ nhật chúng ta về là đẹp đúng không? Như vậy là chúng ta lần này chúng ta có thể xem hai mini show của Cường cùng trong vòng 2 ngày liên tiếp sát bên nhau, nó cũng thuận tiện cho chúng ta ha cả nhà. Thành ra quý khán giả nào mà có thời gian thì xem như chúng ta vào thành phố Hồ Chí Minh du lịch ấy, chúng ta đi chợ Bến Thành, chúng ta đi tham quan tòa nhà Landmark 81 tầng vậy, lên đó uống ly cà phê 200-300 ngàn, chơi cho nó một lần, cho nó gọi là trải nghiệm một lần, để lên trên đó phóng tầm mắt quan sát hết xung quanh thành phố Hồ Chí Minh đấy. Nó có những cái điều thú vị, rồi đi tàu trên sông thì ăn uống những cái món ăn đặc sản, những cái món ngon ở thành phố ha. Còn ở Sài Gòn thì ở show Bến Thành thì còn có 100-mấy chục vé ha, 100-mấy chục vé nữa thôi. Thành ra là còn bây giờ show Lulu Lola thì còn hết vé 500 ha. Đây Lulu Lola, sân khấu Lulu Lola đây. Đây ghế 500 là cái ghế màu xanh này ha, ghế màu xanh dương. Rồi còn cái ghế màu đỏ nè, cái màu đỏ này là cái ghế 1,9 triệu nè, cũng còn ít thôi nha. Rồi cái màu cam là 1,7 triệu, màu hồng là 1,5 triệu, và cái màu xanh này, màu xanh này là 900 ha. Đó 900 ha cả nhà. Rồi hết 500, còn lại là 1,9 triệu, 1,7 triệu, 1,9, 1,7 triệu, 1,5 triệu và 900 ha, còn 4 loại vé. Đấy, bây giờ thì Xuân Mỹ xin đọc số Zalo của Xuân Mỹ là 0913136109. Bạn Hồng Phước Đặng vẫn đang nhận hỗ trợ đặt vé cho fan ha. Rồi đó là thông tin trên trang fanpage và thông tin show diễn, vé show diễn. Bây giờ thì Xuân Mỹ có khán giả hỏi Xuân Mỹ là ủa anh Sơn đã đến Berlin hả? Đúng rồi cả nhà, tối nay nè, tối nay là anh có một cái nè đây, đây anh Sơn, đây là các cái bạn tài năng nhí tham gia show diễn tối nay ở Berlin cùng anh Sơn nè. Berlin, yeah. Ở đây con là Happy Hello, con là Last Singer, là một đoạn tiếng mấy nói tiếng Đức và đoạn tiếng Việt lại. Là con ở đâu? Ở tiệp khắc qua nữa đó cả nhà, chứ không phải là ở ngay Đức không nha. Thấy cưng không cả nhà? Ở cộng hòa Séc đó, ở tiệm khách đó. Rất xa, cách đi là bao nhiêu cây? 800 cây đến Berlin. Ngọc Thảo, là Ngọc Thảo cao tới lỗ tai của anh Sơn này cả nhà. Có 15-16 tuổi. Đó, các bạn nhỏ đó cả nhà, đó. Hôm qua là anh Sơn có gặp gỡ các bạn ca sĩ nhí ở Đồng Xuân. Giới thiệu và hôm nay buổi chiều ngày mùng 10. Dạ. Chiều hôm qua ngày mùng 10 tháng 5 năm 2024, tay cầm của Sơn đã cùng với các cháu đi quanh chợ Đồng Xuân. Chợ Đồng Xuân ở Berlin. Lớn nhất, đẹp nhất của người Việt Nam ở châu Âu. Chợ lớn của người Việt Nam ở châu Âu đó cả nhà, tại Berlin.
đi chậm à. Vâng, đi chậm. Rồi, đi bên này dạ. Vâng, đây đúng không? Vâng, anh. Thấy cưng quá cả nhà, mấy bé này ba mẹ cho vẫn giữ được cái gốc ha, vẫn giữ được nói tiếng Việt rồi hát tiếng Việt. Ngọc Thảo là hát tiếng Việt, Danh Sơn nói 5 tuổi là biết tìm hát bài Tình Gia rồi. Đấy cả nhà ha, đó là hoạt động của anh Sơn ha. Rồi giờ thì Xuân nghĩ vào trang của anh Nguyễn Minh Cường, ảnh có một cái thông tin nè. Bài này đúng chất nhâm nhi guitar nhất, show 24 tháng 4 vừa rồi, mọi người nhỉ nhẹ nhàng lân lân. Đó là liên khúc nhạc ngoại lời Việt do Lý Minh Trí, Hồ Văn Cường và Nguyễn Minh Cường trình bày. Thầy thì đẹp trai, thầy Trí nha, thầy Trí thì đẹp trai, cháu Cường hát hay, chú Cường thì mập. Tam ca hướng nội quá đỉnh đây ha, nè cách đây 1 giờ. Nhạc nước ngoài đó, bên MT Channel, ảnh mới có một cái kênh mới, chúng ta ủng hộ đây. Còn cái này nè, ảnh nói nhóm tam ca hướng nội quá đỉnh, cười. Ông Nguyễn Minh Cường này, ông hài hước thấy sợ luôn vậy trời. Có nhiều người á, nhạc sĩ á, là người ta không có hài hước ha, nhìn người ta im ỉm để người ta lắng động tâm tư, người ta sáng tác hay gì. Còn cái này Mạnh Cường ngồi học đàng hoàng, thấy anh nè, thấy không, hết nước chấm, cười. Thầy Trí thì đẹp trai, cháu Cường hát hay, chú Cường thì mập. Đó, chú Cường thì mập. Đây cả nhà nhìn thấy không, cái ảnh bìa của cái liên khúc nhạc nước ngoài, dĩ vãng nhạc nhò dưới cái gì một thở yêu người đấy cả nhà. Rồi mọi người nha, ủng hộ nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường ha, nghe những cái bài hát up trên kênh của ảnh, đồng thời quay trở lại nghe kênh của Cường để ủng hộ Cường ha. Tam ca hướng nội rất là hài ha. Giờ Xuân Mỹ vào trang Hồ Văn Cường fan club nha. Tối nay thì thầy Trí sẽ tham gia trong nhóm bè Cadillac tham dự show diễn của Mỹ Tâm. Nè đây cả nhà nhìn thầy Lý Minh Trí của Cường nè, hài hước ghê luôn vậy đó. Đi ra Hồ Tràm, trên đường đi ra Hồ Tràm nè ha. Xong ổng nè, đây đi biển làm show thiệt là mát và chiêu. Thiệt là mát và chiêu nè, đó. Thấy mặt đâu không? Nhìn như nhắn ma vậy đó. Mấy thầy trò của Cường rất là hài hước ha. Cường mới nói là bài hát dĩ vãng nhạc nhò con và thầy Trí mới vừa tập đây, cái ổng quất liền xạo. Tập lâu rồi, nhiều rồi. Cái Cường quay qua nói: "Thầy ra đây đừng có vạch nhau." Ra đây đừng có vạch nhau. Thật ra thầy nói là thực ra là tập 3 buổi, mỗi buổi 1 tiếng, vậy là nhiều rồi. Dễ thương. Là hôm nay con tham dự chương cái nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường nói: "Chú xin lỗi con, hôm nay là chú xin lỗi con vì để thầy con phốt con." Cái nó nói ca sĩ Hồ bạn Cường nói: "Hôm nay tham gia chương trình của chú là con bị sao? Con bị phốt." Con bị phó từ nội ra tới ngoại luôn hả? Từ nội ra tới ngoại là nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đấy. Từ trong nhà tới lớp tập thanh nhạc luôn. Dễ thương vui ha cả nhà. Đây Hồ Tràm ha. Nóng lắm cả nhà ơi. Biển Hồ Tràm đây. Tối nay Mỹ Tâm có một cái show diễn ở Hồ Tràm. Mai sau 1981.
Cả nhà đợi Xuân Mỹ chút xíu nha. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào trang Hồ Văn Cường Fan Club nha cả nhà. Hồ Văn Cường Fan Club. Chúng ta được cùng đếm ngược thời gian, 18 ngày nữa nha cả nhà, 18 ngày nữa là tới show. Show 30 tháng 5 nha. Trên trang của Hồ Văn Cường Fan Club thì mọi người cũng đăng lại hình ảnh của những show diễn cả nhà. Cái mũi của Xuân Mỹ cũng dẫn lại cái video hồi Kỳ Cường đi thi Việt Nam Idol Kids nè. Cái này nó có bản quyền, chương trình này nó có bản quyền cho nên Xuân Mỹ không có mở tiếng nha cả nhà. Vẫn là hóng tới show nha, cũng chưa có thông tin gì mới. Giờ để Xuân Mỹ coi coi báo chí có bài viết gì về Cường không nha. Cũng chưa có bài báo nào mới nói về Cường nha cả nhà. Cường ơi, cô đã theo dõi cháu từ khi cháu được giải quán quân giọng hát. Cháu rất truyền cảm, cô rất ngưỡng mộ cháu đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng, một người rất yêu mến. Mọi người rất yêu mến cháu, cô rất mong cháu phấn đấu hơn nữa để trở thành một danh ca xuất sắc. Một cô khán giả đã viết như vậy trên fan club ở cả nhà đây nè. Ha. Hôm qua thì cũng có một khán giả miền Trung nhắn cho Xuân Mỹ. Trời ơi cái mũi khó chịu quá cả nhà ơi, nói lại để nó khịch khịch hoài. Hôm qua thì một khán giả miền Trung nhắn cho Xuân Mỹ là Xuân Mỹ ơi, mấy nay nghe. Nói nhắn rất là dân dã, mấy nay nghe nhiều cái ồn ào như vậy liệu là có ảnh hưởng gì tới Cường không? Thì Xuân Mỹ cũng xin thẳng thắn trả lời như vậy. Từ lâu rồi cũng nhiều cái trước đây thì có những video là Xuân Mỹ cũng đã nói rồi, cũng trả lời với khán giả, không phải lần này mới là lần ồn ào. Trước đây cũng đã có nhiều lần ồn ào trong lực lượng fan rồi, nhưng mà Cường đã thẳng thắn là đã chia sẻ trước đây với những cái người thân quen của mình là fan, hoạt động của fan là hoạt động của fan, Cường là Cường ha, hai hoạt động song song độc lập, Cường không có dính dáng gì tới hoạt động của fan và fan thì cũng không có liên quan tới hoạt động ca hát của Cường, đúng không cả nhà? Bây giờ làm sao không liên quan, đó là không liên quan chỗ nào? Ví dụ Cường lo tập dượt âm nhạc, Cường lo phát triển âm nhạc, phát triển cái chất giọng của mình, rèn luyện cái chất giọng của mình cho ngày càng một hay hơn, đúng không? Bút show, lo bút show thì fan thì không thể nào mà đứng ra làm show bút show cho Cường, thì cái chuyện đó để Cường lo, là Cường lo bút show nè, Cường lo hát nè, tập dượt âm nhạc thì cũng đã làm rồi, đi theo thầy Chí học thanh nhạc đồ cho tốt để có những cái show diễn hát thành công cho khán giả. Còn khán giả thì làm sao? Đi show, tập hợp đi show và chuẩn bị lúa gạo đi show, sắp xếp thời gian vật chất tinh thần đi show. Thì những cái ồn ào của fan thì Cường cũng không có bị tác động ảnh hưởng tâm lý gì đâu cả nhà. Xuân Mỹ xin trả lời chung với khán giả, trả lời chung với chị khán giả miền Trung và trả lời chung với khán giả chung của kênh Xuân Mỹ là Cường vẫn ổn, tinh thần vẫn ổn, vẫn thoải mái,
vừa kết thúc kỳ thi học kỳ 2 xong và đã hoàn thành năm thứ ba của Đại học Hoa Sen, chuẩn bị vào học hè. Thì trong thời gian chuẩn bị học hè, tháng 6 mới vô học hè cả nhà. Bây giờ thì học lai rai rồi, thì Cường đã bắt đầu tập dượt cho show diễn 30/5 và 1/6 tới. Thì cái chủ đề của các show, hai show đó là Cung đàn thương nhớ, thì chắc chắn chúng ta sẽ có nghe Cường hát lại về Cung đàn thương nhớ. Đồng thời sao cả nhà biết không, đồng thời là chúng ta gặp gỡ người thầy dạy thanh nhạc của Cường là thầy Trí, show 30/5, và người nhạc sĩ tài ba, trẻ tuổi tài ba, viết cho Cường bài Ngược dòng yêu thương, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, vào show 1/6. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường là khách mời cũng hát khá hay. Thì tối nay thì thầy Trí của Cường là tham gia trong nhóm bè Cadillac bè cho chương trình của show Mỹ Tâm. Show Mỹ Tâm thì cả nhà thấy mở bán vé 2 lần, mà mở bán vé online là sao so nào. Cả nhà bây giờ thì Xuân Mỹ xin trả lời như vậy ha, Cường ổn không có vấn đề gì bị tâm lý gì hết ha cả nhà. Giờ Xuân Mỹ cho cả nhà xem Mỹ Tâm nè. Hôm qua Mỹ Tâm đã coi như chạy chương trình ở Hồ Tràm nè. Cổ giống như cổ là ca sĩ, cổ là nhà sản xuất, rồi ca sĩ là tổng đạo diễn luôn vậy đó. Nè, hôm qua là chạy chương trình đó, hôm qua là có thầy Trí đó. Nè, cả nhà nhìn nè. Sân khấu ngoài trời Hồ Tràm, nghe Hồ Tràm ha nè. Nè, cả nhà thấy không? Cái chỗ biểu diễn nè. Nè, cái chỗ sân khấu biểu diễn nè, cả nhà nhìn ghế nè. Cả nhà nhìn ha. Mấy ngàn. Đó, mấy ngàn khán giả ra đây. Đó. Thầy Trí tối nay bè cho chương trình này đó. Chương trình này thì Mỹ Tâm diễn ở Hạ Long rồi. Hạ Long cũng là sauna vé trong vòng một nước nhạc kiểu vậy cả nhà. Ha, đó, thông tin liên quan tới show diễn của Mỹ Tâm là vậy. Mà Mỹ Tâm ra cái quy định diễn cũng chặt chẽ lắm cả nhà. Đây nè, Xuân Mỹ đọc cho cả nhà nghe, nghe mình nghe cho biết. Đó, nghe cho biết ha. Mỹ Tâm đăng trên trang fanpage của Mỹ Tâm nè. Hướng đến hướng dẫn check in live show mai sau 1981 tại Hồ Tràm 11/5. MTE là MT Entertainment, là Mỹ Tâm Entertainment đó, là công ty của Mỹ Tâm, có công ty riêng luôn ha. Xin gửi đến các bạn một số lưu ý và sơ đồ hướng dẫn check in vào live show mai sau 1981 tại Hồ Tràm 11/5. Thời gian đổi vòng tay sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 18 giờ ngày 10/5 là hôm qua rồi đó, và từ 9 giờ sáng nay đến 17 giờ chiều nay 11/5, tiệc trà cho các hạng vé S VIP, V VIP và VIP sẽ bắt đầu lúc 15:30 đến 17 giờ, là chiều nay nè. Đó, mua các cái hạng vé còn có được tiệc trà bánh nữa đó. Rồi chương trình sẽ diễn ra từ 17:30 đến 21 giờ ngày 11/5. Các quy định chung của chương trình, quy định chặt chẽ lắm nè cả nhà. Một, khán giả vui lòng luôn đeo vòng tay và ngồi đúng vị trí ngồi trên vé đã mua. Hai, khán giả vui lòng không mang ba lô hay túi sách vào chương trình, khán giả chỉ được mang theo túi nhỏ kích thước dưới 21 x 21, tức là dưới là cái túi là bằng một gang tay thôi cả nhà. Cái túi là ngang một gang, là dài một gang, tức là cao một gang, dài một gang thôi đó. Rồi ba, nghiêm cấm mang theo vũ khí, vật sắc nhọn và chất kích thích. 4, khán giả vui lòng không live stream, không quay phim chụp ảnh các tiết mục biểu diễn và không đăng tải lên tất cả các nền tảng mạng xã hội dưới bất kỳ hình thức nào. Lực lượng bảo an của họ rất là chặt chẽ cả nhà, họ quan sát, họ kiểm soát. 5, khán giả vui lòng bỏ rác đúng nơi quy định và giữ vệ sinh công cộng. 6, khi tham gia sự kiện, khán giả đã đồng ý hình ảnh của mình được sử dụng khai thác cho sản phẩm ghi hình thu âm của chương trình. Mỗi vé chỉ dành cho một người, không kèm theo trẻ em. Trẻ em dưới 12 tuổi phải có người giám hộ đi cùng. Người giám hộ sẽ chịu mọi trách nhiệm đối với người được giám hộ. 8, khán giả vui lòng xuất trình đầy đủ vé vào cửa hoặc các giấy tờ có liên quan khi được ban tổ chức yêu cầu. 9, khán giả vui lòng xếp hàng khi soát vé. Khán giả nếu đã check in vào trong khu vực sự kiện, vui lòng không ra ngoài cho tới khi kết thúc show diễn. 10, khán giả vui lòng không chen lấn show đẩy trước,
trong và sau khi sự kiện diễn ra. 11. Phụ nữ mang thai hay người có vấn đề về sức khỏe tự cân nhắc khi tham gia sự kiện, nếu tham gia cần thông báo và tự nguyện ký giấy cam kết tại cửa kiểm soát. Vé, thuốc đặc trị chỉ được sử dụng tại buổi biểu diễn khi có giấy xác nhận của bác sĩ. 12. Khán giả vui lòng tự bảo quản tài sản cá nhân của mình, ban tổ chức không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát nào. 13. Ban tổ chức được miễn trừ trách nhiệm với các tổn hại về sức khỏe xảy ra đối với người tham dự do bệnh lý hay tai nạn chấn thương do người tham dự tự gây ra trong quá trình tham dự chương trình. Trong tình huống cần hỗ trợ y tế, người tham dự đồng ý ủy quyền cho ban tổ chức vận chuyển đến cơ sở y tế và đồng ý chi trả toàn bộ chi phí liên quan. 14. Khán giả vui lòng tuân theo quy định của ban tổ chức và hướng dẫn của đội ngũ an ninh. Ban tổ chức sẽ không chấp nhận sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân thủ theo quy định của ban tổ chức và không hoàn trả lại vé. Trong mọi trường hợp, quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng. Cảm ơn khán giả và hẹn các bạn vào ngày 11 tháng 5 cùng chiêu bên Hồ Tràm nhé. Và đây là sơ đồ nè cả nhà. Khuôn viên nè, chỗ này chỗ biểu diễn nè. Và ở đây bắt đầu đi vào nè. Đi vào rồi tới đây ha, sóc vé gì đó đi vô. Rồi, một cái sự kiện đó. Hôm trước là Xuân Mỹ nghe nói là nghe một số fan của Cường nhắc Mỹ Tâm đó cả nhà thấy không, show của Mỹ Tâm hoành tráng chuyên nghiệp vậy, ra những cái quy định chặt chẽ như vậy và lực lượng bảo an người ta theo đi từng khâu hết, rất là chặt chẽ cả nhà, bởi vì cô này cũng làm nhiều show lắm rồi, nhiều show và rất là chặt chẽ, từ khâu tổ chức đến khâu biểu diễn ha, biểu diễn xong. Cho nên ngày nào một ngày nào đó thật sự Xuân Mỹ cũng mong ước chứ. Nhìn Cường phấn đấu thì cũng mong ước ngày nào mà Cường có một cái show hoành tráng như Mỹ Tâm thì trời ơi quá là tuyệt vời ông mặt trời ha cả nhà. Đó là sự mong ước, ước mơ thì không có bị đánh thế và ước mơ cũng không có tốn tiền gì, cho nên mình cứ mơ ước thôi, mình có quyền mơ ước cho idol của mình ha cả nhà. Rồi Xuân Mỹ xin chuyển sang tin xã hội. Bắt giữ tội phạm đặc biệt nguy hiểm, thực hiện cao điểm đợt truy bắt vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã. Giám đốc công an tỉnh phát động bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8 tháng 5 2024, phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Bắc Giang là Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1987, trú ở thôn Làng Thị, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Theo quyết định truy nã ngày 16 tháng 3, 2024 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tân Yên về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự đã giao cho Công an huyện Tân Yên tiếp tục điều tra xử lý. Đây cả nhà. Từ vụ việc này, Phòng Cảnh sát Hình sự đề nghị nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm. Khi thực hiện thông tin về đối tượng truy nã cần nhanh chóng thông báo đến cơ quan công an gần nhất để bắt giữ. Đây cả nhà, lạm dụng tín nhiệm, cái người mà chính giữa này nha, còn bên hai bên này là lực lượng an ninh, cũng ở Bắc Giang. Một đối tượng dùng dao tác động mẹ đẻ và cháu ruột vào lúc 11:25 ngày 10 tháng 5 là trưa hôm qua đó. Công an huyện Hiệp Hòa tiếp nhận thông tin của công an thị trấn Thắng về việc đối tượng HGL có nhiều biểu hiện tâm thần, đã dùng dao tác động đến mẹ đẻ là bà HTT sinh năm 1948 và cháu ruột là HGVQ sinh năm 2017. Hậu quả là bà T và cháu Q bị thương phải đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện và chuyển lên đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau khi tác động đến mẹ và cháu thì L đóng cửa cố thủ trong nhà. Công an đã nhanh chóng tiếp cận và nhanh chóng khống chế bắt giữ đối tượng. Cả nhà thấy không, bây giờ nhiều, rất là nhiều chuyện xảy ra mà mình không có
lường trước được ha, trong gia đình người thân thuộc làm tổn thương nhau nữa, cho nên cái chuyện mà ra ngoài đời ha, nhất là trên mạng á, trên mạng xa lạ rồi dùng những cái lời lẽ ngôn từ làm tổn thương nhau đó là chuyện bình thường. Xuân Mỹ thấy cũng cho nên khi mà mình bị làm về tổn thương, dùng những lời lẽ nhục mạ, vu khống, miệt thị làm tổn thương mình á, mình cảm thấy riết là mình cảm thấy việc đó bình thường cả nhà, và mình cảm thấy cũng xem thường những cái người mà cũng có hình hài giống như người nhưng mà có vẻ như tư tưởng nó không là người cả nhà. Tư tưởng là gì mình cũng không biết. Từ miệng những con người mà thốt ra những cái lời lẽ hết sức là không có văn hóa, miệt thị nhục mạ mình á, gọi mình là con này con kia, 12 con giáp gọi đủ luôn, rồi thêm con giáp thứ 13 luôn đó cả nhà. Thì riết rồi Xuân Mỹ cảm thấy bình thường và coi như gió thoảng mây bay, coi như mình không nghe. Thế thôi ha. Rồi Xuân Mỹ xin kết thúc video ở đây nha. Một lần nữa thì Xuân Mỹ xin cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha. Và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ. Và xin nhắc lại một lần nữa là những cái sự ồn ào của fan thì không có ảnh hưởng gì tới Cường đâu. Cường không có quan tâm, bởi vì hoạt động của fan là hoạt động độc lập. Không, Cường không có dính dáng gì tới hoạt động của fan, cho nên mọi người yên tâm ha. Mọi người nhìn thấy ông thầy Trí đăng hình của Cường đi tập thanh nhạc không? Má phính bóng hới, tròn trịa, đấy, ngồi ăn đấy. Đó, rồi mọi người đã xem show 30 tháng 4 thì mọi người thấy Cường tròn như thế nào ha. Tròn theo cái kiểu của ảnh nha, chứ không phải tròn là cái dạng tròn béo phì. Đấy, thì người ta con người ta phơi phới, phải phơi phới mới học được kết quả tốt trong học kỳ 2 này, đúng không? Rồi, đây, nhớ trở lại xem kênh của Hồ Văn Cường, ủng hộ cậu ấy ha. Còn trên fanpage thì chúng ta tương tác với trang fanpage để có thể bình luận những cái bình luận mới trên trang này ha. Rồi Xuân Mỹ xin chúc cả nhà có bữa trưa thứ bảy ngon miệng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau. Xin chào. Ngày mai nắng vẫn còn buồn.